Hai mọi người, ngày hôm nay trời buổi chiều khá là mát và ngày Minh muốn đổi không khí là ra ngoài này ngồi chơi cùng tám chuyện với tất cả mọi người. Hai mọi người, bây giờ Minh mời tất cả mọi người ăn raspberry cùng với Minh nha. Ngày hôm qua hai chị em có mua một mớ về và đã làm sạch rồi. Ngày hôm nay mình vừa ngồi nói chuyện với tất cả mọi người và mình cùng ăn raspberry, tâm sự về cái chuyện bên Việt Nam của Minh nha. Thơm quá, rất là thơm các bạn. Bữa trước mình ăn cái blackberry thì nó cái hột nó to hơn, mình ăn mình sẽ cảm giác cái hột nó dướng trong người mình, trong lưỡi mình á. Còn cái màu đỏ này ngon hơn. Cái loại này ăn rất tốt cho sức khỏe các bạn. Ngày hôm nay trời buổi chiều khá là mát và ngày Minh muốn đổi không khí là ra ngoài này ngồi chơi cùng tám chuyện với tất cả mọi người, cũng như là Minh muốn kể cho tất cả mọi người nghe về một câu chuyện. Có nhiều người họ comment đó, họ nói với Minh đó là không biết ngày trước em ở bên Việt Nam em làm cái gì và cái công việc em ra sao. Thì ngày hôm nào đó em làm một cái video nó kể về cái công việc ở bên Việt Nam của em trước khi em lấy chồng nước ngoài đi em. Thì theo những cái lời đề nghị của một số anh chị em và cũng như một số người họ nói mình là lấy chồng nước ngoài thì mới không có khổ thôi chứ còn ở Việt Nam chắc khổ chết mẹ đó. Cái nguyên văn của họ là như vậy. Ngày hôm nay mình muốn làm video kể về cái sự việc là khi mà mình ở Việt Nam mình làm nghề gì và cũng như là nếu như mà mình không lấy chồng nước ngoài mình có ở Việt Nam mình có khổ hay không. Thì mời tất cả mọi người cùng theo dõi nha. Mình sẽ vào câu chuyện mà kể cho tất cả mọi người nghe. Là khi mà trước khi mình gặp chồng mình đó là mình làm nghề gì. Thì nếu như ai mà có theo dõi vlog của mình một cái thời gian dài thì họ cũng đã xem những video của mình là mình họ sẽ biết là khi mình Việt Nam là mình là một cô thợ may, một cô thợ may và mình có một cái tiệm vải khá là lớn ở Thủ Đức. Cái tiệm vải đó một ngày chi phí của mình bán hàng thu nhập hàng ngày là khoảng tầm từ 2 triệu đến 5 triệu. Thì các bạn biết nếu như thu nhập của một cái gia đình mà năm 2008 mà từ 2 triệu đến 5 triệu thì tất nhiên là cái đồng tiền nó cũng khá là lớn. Và cái tiệm vải của mình bán rất là đắt hàng và khách rất là nhiều các bạn. Họ đi ra đi vào họ mua rất là nhiều tại vì mặt hàng của mình là mình bán hàng sỉ và lẻ luôn. Rồi mình nhận may đồ luôn cho nên á hả cái lượng khách của mình á không chỉ là mình bán vải không mà còn cái tiền mà của mình thu nhập vào đó là cái tiền nhận may đồ và cái tiền công của mình nữa. Cho nên cái chi phí của mình á là hàng ngày đôi khi khách ra vào thấy là cái lượng mình thấy cũng nhất định thôi nhưng mà cái số tiền là khá là cao đối với người ta mà người ta thấy cái lượng khách ra vào mà với cái mức giá là từ 3 đến 5 triệu là họ bảo là khá là cao rồi các bạn. Cái góc này hơi chói, đem qua bên này tiếp. Và các bạn biết không, nếu như mà mình không ai mà đến làm cho mình thì sẽ không biết. Cái những là và thời gian đó là mình mướn một bà chị may đồ phụ, là bà chị đó là thợ may kêu bằng chính đó, cho gia đình đó, và hai người phụ bán vải. Với mình nữa là 3 người và mẹ mình nữa là 4 người, 4 người bán vải tất cả. Là tại vì mình luân phiên nhau vừa bán vải vừa nhận may đồ và vẽ kiểu cho khách đồ nữa để cho họ có những cái bộ quần áo đẹp, có những cái bộ đầm xuất sắc để có thể đi đám tiệc với người ta.
Đó là cái công việc hàng ngày của Minh làm ở bên Việt Nam là như vậy. Và thời gian đó là lúc mà Minh lên Sài Gòn á, thì khoảng 1 năm 2 năm là mẹ Minh bắt đầu dạy may cho mình. Bắt đầu khi lúc đó mình biết may rồi á các bạn, cái bắt đầu mình lên trên bàn máy may và mình ngồi làm thợ may chánh cho mẹ Minh luôn, là Minh và cái chị thợ may chánh nữa, là mình là được 2 người trong gia đình, mình được 2 người. Mà các bạn biết không, nhiều khi may không có kịp hàng dịp Tết đó, đôi khi dịp Tết đó là 2 chị em phải may suốt đêm. Bà chị thì phải xuyên may suốt đêm, còn mình thì mình chỉ may tới 9-10 giờ là bắt đầu mình nghỉ rồi, mình dưỡng sức rồi để ngày mai bắt đầu mình mở cửa hàng ra mình bán tiếp và mình may nữa, chứ mình không còn sức để mình may theo kiểu suốt đêm như bà chị kia. Xong rồi á, cái thời gian đó là cái thu nhập, mà nếu như các bạn biết không, thời gian đó tiền lương chỉ khoảng tầm 2 triệu 2 một tháng thôi, là tiền công nhân á, mà nếu như các bạn mà đi xin việc á, là họ trả cho bạn khoảng hàng 2 triệu 2 một tháng khởi điểm thôi. Và khi các bạn làm được, bắt đầu họ mới lên lương từ từ, chứ thời gian đó là lương nó cũng chưa có cao đâu các bạn. Thì các bạn biết là một ngày mà mình bán từ 2 triệu đến 3 triệu, mà nhằm ngày đắt hàng 5 triệu thì coi như là thu nhập của mình cũng khá là ổn. Rồi á, cái tiệm vải của mình á, thì chuyên bán đồ vải Hàn Quốc, may quần áo đầm dạ hội rồi cho tất cả những người khoảng tầm trung niên á các bạn. Tại lúc đó là cái tiệm của mình là nhắm vào cái thị hiếu khách là 40 mấy tuổi cho tới từ tầm 35 tuổi cho tới 45 tuổi, thì khoảng tầm hàng chung chung như vậy đó. Thì những người mà theo kiểu mà tròn tròn, người ra ngoài tiệm mua đồ khó đó, còn những người mà theo kiểu dáng mà nhỏ nhỏ con mà đi ra ngoài tiệm mua vừa vặn á, thì những cái hàng khách đó là mình không có đánh vào những cái mặt hàng khách như vậy. Thì thời gian đó là mình bán những cái mặt hàng dành cho những cái dạng trung lưu, những người mà trung niên một chút xíu á, hơi đứng tuổi một chút xíu, hoặc những cái cô nào đó mà họ đi ra ngoài chợ họ mua những cái áo, những cái đầm họ cảm thấy như nó rẻ tiền nhưng mà họ mặc không có vừa ý á, thì họ sẽ đến cái tiệm vải, họ lựa cái chất liệu vải nó giống như vậy và họ sẽ lấy cái kiểu đó và họ may ra. Thì các bạn biết không, khi mà các bạn ra ngoài chợ các bạn mua một cái đầm mà với vừa túi tiền mình thì khoảng tầm 300 ngàn là gọi là hơi bị sang sang rồi đó, rồi mình mới mua được cái đầm 300 ngàn. Thì khi mà các bạn đem đến một cái tiệm vải của mình, các bạn may á, thì cái chất liệu nó sẽ tốt hơn, đường may nó sẽ đẹp hơn và cái thành phẩm của mình mặc nó sẽ sang trọng hơn, nó sẽ tầm tương đương với hàng xốp trong tiệm. Hàng xốp trong tiệm thì lúc đó khoảng tầm 500 400-500 một cái đầm đó, nó mới 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 được được cái mẫu giống như vậy các bạn. Cho nên những cái cô bé đó cũng hay đi ra ngoài chợ và họ cô lựa những cái mẫu kiểu đầm như vậy, xong rồi đem đến tiệm của mình và may những cái kiểu may như vậy. Và các bạn biết không, thì lượng đó là mình không có đánh vào những cái cô gái trung niên trẻ, tại vì những cái tầm trẻ như vậy á, là họ vẽ kiểu rất là nhiều và cái quy trình may một cái đầm rất là khó, cho nên mình chỉ may đồ cho những người đứng tuổi và những bộ đồ bộ và những cái đầm đơn giản, ví dụ như những cái đầm sang trọng đơn giản thôi. Kiểu thì cũng kiểu cọ đó, nhưng mà những cái họa tiết đồ rất là đơn giản, bông hoa bình thường, nhưng mà những cái mẫu dành cho những dạng trung niên thì các bạn biết rồi, cổ tim, cổ tròn hay bất cứ gì đó, hoặc là làm cách tân dài cái kiểu tay, hoặc là cắt xẻ như thế nào đó, nhưng mà nó không có quá cầu kỳ, không quá diêm dúa giống như mấy hàng chợ đó. Là các bạn biết là Minh trong thời gian đó là nếu như nói là nghèo thì cái đó là không phải là nghèo rồi, tại vì á mình chỉ nói khi mình nghèo là Minh có làm một cái video nói về cái sự việc đó, và Minh có đề cập đến một cái câu nói đó là khi mà mình trong quá khứ mình đã bị nghèo rồi thì mình sẽ sợ, mình rất là sợ tương lai, hoặc mình chứng kiến những người họ nghèo hơn mình nữa, họ nghèo hơn mình trong quá khứ nữa, cho nên mình sợ là tương lai rồi mình sẽ lọt vào những cái hoàn cảnh đó, và mình không muốn mình sẽ nằm ở trong cái hoàn cảnh đó, cho nên bây giờ mình phải cố gắng mình phấn đấu như thế nào đó cho cuộc sống của mình và cuộc sống sau này của mình nó sẽ không bị lọt vào cái tình cảnh đó thêm một lần nào nữa.
và mình cũng không muốn con mình phải khổ giống như là ngày ngày xưa mà mình còn nhỏ, mà mình đi học rồi mình phải mơ ước được giống như bạn, như bà, và mình muốn con mình sẽ có những điều tốt nhất so với mình hiện tại. Cho nên á, mình mới có ý nghĩ là lấy chồng nước ngoài để có thể là mình đến một cái nơi kêu bằng sang trọng hơn để mình sống, và cái nơi đó nó có nhiều tiện nghi hơn, và nơi đó có nền giáo dục tốt hơn. Chỉ là như vậy thôi, chứ không phải là vì mình nghèo khổ quá, mình ăn mắm hút dồi, mình phải cần tìm đến cái chồng nước ngoài để mình thay đổi cuộc sống của mình, là hoàn toàn không có. Nếu như ai mà sống ở bên Thủ Đức và thời gian đó thì chắc có lẽ là cũng sẽ những người nào mà đó mê mai quần áo thì sẽ biết được cái tiệm vải đó của mình. Và mình sống ở đó cũng tiệm vải của mình trụ ở đó cũng mười mấy năm đó các bạn. Và hầu như là họ gặp Minh là quen ở đó luôn, họ biết là Minh là dân địa phương ở đó luôn đó các bạn. Cho nên nó hả nói tiếng là khi mà Minh bên Việt Nam mà nói Minh nghèo thì cái đó thật sự cũng phải là nghèo, mà tại là vì mình cho mình là nghèo thôi. Tại vì mình ngước lên thì mình nhìn thấy mình cũng chưa có bằng nhiều hơn ai, và khi mình nhìn xuống thì mình hơn được cũng khá là nhiều người. Cho nên á, mình tự cho mình là nghèo, và mình luôn đặt cái tiêu chí cho mình là mình phải phấn đấu hơn nữa, mình phải đi lên thêm nữa, và mình phải có cuộc sống phải tốt hơn. Bây giờ hiện tại cái cuộc sống của mình đang có là nó tốt như vậy rồi, nhưng mà mình muốn con của mình về sau nó phải tốt hơn như vậy nữa. Cho nên mình muốn đi một bước tiến xa hơn nữa, là mình muốn chọn một người chồng tốt, và người đó phải ở nước ngoài để làm gì? Để thứ nhất mình có thể có tương lai cho mình hiện tại, thứ hai là mình có thể lo cho được con của mình về sau này, về cái khi mà nó phát triển ở một cái đất nước tiên tiến và phát triển ở một cái nơi có cái nền giáo dục tốt, có những cái phát minh hay, thì nó sẽ học được những điều đó mà mình không cần phải dạy. Đôi khi nó là cái bản năng, nó sống ở trong cái khu vực mà toàn là người tài, thì nó sẽ học được những cái điều tài của những người tài đó mà mình không cần phải dạy hay là rèn luyện nó. Còn á, nếu như mà Minh nghĩ là nếu như Minh khi Minh ở Việt Nam thì Minh vẫn có thể cho con Minh đi du học được. Ví dụ như mình đã có ý định mình muốn cho con mình đi du học rồi, thì mình sẽ làm như thế nào đó, làm kiếm tiền thật là nhiều để cho con mình có được cái bằng đi qua nước ngoài du học. Nhưng mà mình thấy nó vẫn không tốt bằng khi mình sinh sống tại cái đất nước đó, và mình tiếp xúc được những cái người ở đó, những cái người sở tại ở đó, cũng như là mình có nhiều cái mình học hỏi được, mình có thể mình chỉ dạy cho con mình. Và khi mà con mình nó là dân địa phương ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều ưu thế hơn là con mình nó ở Việt Nam, nó sống xong rồi một thời gian nó lớn lên rồi nó đi qua nước ngoài và nó đi du học, thì nó sẽ có những cái thì nó sẽ có những cái giới hạn nhất định của nó. Vì các bạn biết không, mình ví dụ như mình có thể mình gửi tiền qua cho con mình ăn học, nhưng mà cái khả năng của mình nó sẽ không bằng khi mà mình sống ở đây, mình đã có nhà cửa ở đây và mình tiếp xúc và mình quen biết những người ở đây, mình có thể lo cho con mình những cái điều đó, con mình chỉ cần tập trung nó học thôi. Nhưng mà khi mà nó bước qua chân đến nước Mỹ và nó tự lập, nó sống một mình và nó phải tự lo kiếm tiền, nó sống hàng ngày để hạn chế tiền ba mẹ gửi qua, và nó phải vừa học vừa làm, thì mình cảm thấy con mình nó khá là tội, và nó phải vừa học vừa làm như vậy. Và mình muốn là cái tương lai của con mình nó không giống như mình ngày xưa. Như mình ngày xưa là mình phải tự học tự làm, cho nên bây giờ mình không muốn như vậy nữa. Mình muốn là con mình phải có được cái nền tảng giáo dục tốt, và nó không cần phải suy nghĩ gì hết, nó chỉ cần tập trung vào học thôi. Thì cái điều đó nó thôi thúc mình là mình đi tìm chồng nước ngoài. Thứ hai nữa là mình cảm giác lúc đó là mình đang bị thất tình, và mình cảm giác như là mình mất niềm tin ở đàn ông, và mình muốn tìm đến một cái người đàn ông ở nước ngoài xem coi họ có khác như người trong nước hay không. Thì khi mà mình gặp ông xã mình thì mình cảm thấy là ổng có rất là nhiều ưu điểm của một người đàn ông và một người làm chồng làm cha của đứa con mình. Cho nên nó hả mình mới cảm giác như là ổng đây là một người đàn ông mình đang tìm kiếm. Cho nên nó hả mình chấp nhận người đó luôn, và mình suy nghĩ về tương lai, mình cũng cảm thấy con cái của mình nó sẽ có một tương lai khá là sáng lạng. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình lấy chồng nước ngoài, chứ không có nghĩa là
Có những người họ nói là Minh ở bên Việt Nam Minh nghèo chết mẹ luôn, qua bên đây thoát được cái cảnh nghèo cho nên mới 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 có cái cuộc sống như ngày hôm nay, mà giống như là hai lúa được lên thành vậy đó các bạn. Thì nếu như mà nói tiếng mà Minh ở bên Việt Nam thì chưa chắc Minh sẽ khổ đâu các bạn. Những cái người đó họ phán cái câu đó thì có lẽ hơi sai. Cho nên ngày hôm nay Minh muốn làm video này nói về nếu như Minh không qua nước nước ngoài sống, không qua nước Mỹ này sống, thì mình có thật sự khổ như những lời họ nói hay không. Thì mình xác định một điều nữa, một điều chắc chắn 100% đối với những cái người mà phán với mình một câu sanh rời như thế là mình không khổ nếu như mình ở Việt Nam. Mình nói là khổ theo cái kiểu là đi tìm cái đồng tiền, đi đi cày bừa cũng giống như bao nhiêu người thôi, chứ còn theo kiểu mà khổ đến cái mức mà theo kiểu phải đi xè tay xin người khác thì hoàn toàn không có. Tại vì thu nhập của Minh và mẹ Minh rồi có một cái tiệm vải đồ sộ và làm ăn cũng có đồng ra đồng vô như vậy á, thì đâu có gọi là khổ. Nếu như mình đã có một cái nơi để mình kinh doanh buôn bán thì cái người đó nhất định phải có được một cái cuộc sống gọi là tạm ổn, chứ không phải đến mức là phải gọi là tiếng tiếng khổ mà tính khổ theo kiểu là nghe có những người họ nói cái câu khổ mình giống họ họ nói giống như là mình tưởng tượng giống như là mình là khổ đến mức là mình phải bòn cho đãi cháu và mình phải ăn bằng mo bò bằng muỗng vậy, giống vậy đó các bạn, họ nói giống như vậy đó. Cho nên ngày hôm nay mình muốn làm video này giới thiệu cho mọi người yêu thương mình biết về cái quá khứ bên Việt Nam, khi mà mình sống ở Việt Nam mà mình sống mình làm việc mình kinh doanh như thế nào và cái thu nhập của mình khi bên Việt Nam ra sao, cũng như là trả lời cho những cái người mà họ nói với mình đó là mình bước qua đây mình sống là nhờ mình qua đây là mình có được cuộc sống ngày hôm nay thôi, chứ còn nếu như ở bên Việt Nam chắc ăn bằng mo bò bằng muỗng đó. Thì hôm nay là mình chủ đề ngày hôm nay là mình muốn nói lên những cái điều đó và cũng như là chia sẻ một ít thông tin đến những người nào yêu thương mình thôi. Thì chắc có lẽ một vài phút dành cho tất cả mọi người chia sẻ một ít thông tin với tất cả mọi người thì mọi người cũng hiểu thêm về cái cuộc sống khi mà mình bước chân qua đến Mỹ này, trước khi mình đi qua Mỹ này như thế nào rồi đúng không ạ? Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay và chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, cũng như là mình sẽ cố gắng làm những video đáp ứng cái sự thắc mắc cũng như là một cái sự giải trí cho tất cả mọi người sau những cái giờ làm việc mệt mỏi. Và nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình hãy đăng ký subscribe ủng hộ kênh cho mình nha, và đừng quên thả like cho mình ở video này. Và các bạn cảm thấy hay ý nghĩa hoặc là các bạn thấy đồng cảm cùng với mình hãy share cái video này về cái trang cá nhân của mình nha, và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau nha, các bạn đừng quên những khung giờ vàng của mình nha.